Luật bảo vệ môi trường năm 2020 ra đời được kỳ vọng giải quyết khó khăn khi ban hành những quy định thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn, định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Nhưng từ thời điểm luật có hiệu lực, sự vận hành đồng bộ như kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện để giải quyết bài toán phân loại rác thải. Và nếu không làm tốt công tác chuẩn bị, cho dù thời gian có kéo dài thêm so với hạn định, cũng rất khó để đưa chính sách vào cuộc sống. Và thực tế, tại một số khu dân cư ở thủ đô Hà Nội thì việc phân loại rác tại nguồn hiện nay vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thậm chí nhiều nơi, người dân còn không hề biết đến việc phân loại rác thải vẫn vứt bừa bãi. Còn một số khác thì mặc dù đã có ý thức trong việc phân loại rác thải để thuận tiện cho công tác thu gom và tái chế. Tuy nhiên, nhiều công nhân môi trường khi mà thu gom thì lại bỏ chung những loại rác đã được phân loại với nhau, khiến cho việc làm này dần trở nên vô ích. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Rác chất thành đống, bỏ hết vào các túi ni lông như thế này mà không hề được phân loại, trở nên rất đỗi quen thuộc với công việc thu gom rác của bà Lưu Thị Huyền, công nhân môi trường thuộc công ty Urenco 7. Việc phân loại rác tại đây trở thành khái niệm khá xa lạ đối với bà. Phân gì đâu, vứt là vứt tùm lum hết. Gì từ xưa nay giờ làm gì có đâu, ở đây có phân rác đâu mà. Mất chập trước vừa rồi bên phụ nữ làm thì phân được ít, chứ còn bây giờ không ta không phân đâu. Ta vẫn đổ lung tung bãi, từ lung tung ra. Không chỉ công nhân môi trường, ngay cả đến người dân tại đây, việc phân loại rác cũng rất xa lạ với họ. Chưa phân loại, vậy là đây chưa thấy ai phổ biến, mà chưa thấy dân, chưa thấy ai làm, nhà ai làm cả, mà chưa thấy thùng để phân hai loại, mà chưa thấy gì cả. Chưa thấy gì, mà bà con cũng chưa ai phân cả, xung quanh đây chưa thấy ai phân rác cả. À, nó, nếu mà giả dụ nó có thùng nó để phân thì người ta vẫn để chứ. Vì cái là nó phải có gì, nhưng mà nó bảo phân đâu. Nó chả nó còn phải có, cứ có cái túi kìa, để nó sạch nó vứt. Thế thôi, bây giờ giả dụ nó để. Nó để coi như là mỗi ấy là một thùng thì người ta vẫn để, chứ dân người ta để, chứ người ta ấy cho, chứ coi gì đâu. Tiền người ta vẫn vứt, chứ coi gì đâu mà. Rác không những không được phân loại, mà còn tập kết bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Hàng chục hộ dân tại ngõ 252, đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội và những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường này đang phải chịu ảnh hưởng từ rác thải sinh hoạt, phế phẩm xây dựng do ảnh hưởng bởi dự án đường nối Phạm Hùng, Lê Đức Thọ chậm tiến độ. Tức là cái tình trạng mà đường nó xấu và chưa được sửa lại, xung quanh đổ rác thải nó diễn ra một thời gian rất là dài rồi. Và cũng chưa được gọi là sửa chữa, hay là chưa được cải tạo con đường, hay là quy hoạch các khu đổ rác ấy. Nên là thực tế thì mình thấy là đấy là một là nó ảnh hưởng khá nhiều đến việc là gọi là cái việc đi lại, ví dụ trời mưa thứ nó khá là bẩn. Ở đây thì rác thì thường thường thì buổi tối hay là người ta hay mang ra đây người ta vứt ấy. Thế thì ra là cái tình trạng mà mình quản lý người ta thì không quản lý được. Đó. Thì ở đây thì rác người ta vứt thành ra là vứt, người ta cứ mang ra ban đêm người ta vứt, đó, người ta là nó rất bị tình trạng là bị chất đống, bị đổ đống lên mùa ngày mưa hay là ngày nắng thì nó rất là bẩn. Ngày mưa thì nước có bị ngập lên tận đây, nó rất là bẩn. Đó. Ngày nắng thì bụi bẩn đây, bụi thì rất là bụi luôn. Bên cạnh việc người dân tại nhiều khu vực còn chưa quen với việc phân loại rác, thì việc thu gom rác hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn nếu triển khai việc phân loại rác tại nguồn. Những chiếc xe rác này vẫn luôn ẩn mình chờ tất cả các loại rác để kịp đến điểm tập kết, và công tác tuyên truyền tại các cơ sở vẫn chưa thực sự quyết liệt. Dân bây giờ rác thì rất là nhiều mà xe không có làm. Thế em nhìn thấy đây, 6 xe rác mà 5 xe thủng. Đây này, em nhìn này, xe đây. Mà rác bây giờ rất là nhiều. Đấy. Rác nhiều lắm. Mà làm không bao giờ hết rác được em ạ, xe không có làm. Hàng năm mình phối hợp với phòng tài nguyên môi trường, rồi là với các ngành đoàn thể có tuyên truyền cho phụ nữ. Phụ nữ là thành là đóng vai trò chính để hội phụ nữ để tổ chức tuyên truyền về là về không sử dụng túi ni lông. Theo quy định, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được thực hiện muộn nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Điều kiện cần là một quy chuẩn vận hành. Còn điều kiện đủ là quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác thải cũng phải được thực hiện đồng bộ. Có như vậy, rác thải mới đi đúng vòng tuần hoàn, mang lại lợi ích. Tuy nhiên, với tình trạng như hiện nay thì có lẽ
việc phân loại rác vẫn là câu chuyện khó thành công.